Và Sơn chào bà con ha. Hôm nay bà Sơn tiếp tục chia sẻ một video để tạo động lực cho bà con mình hết suy thận nhờ có mực. Thì hôm nay cô Lan sẽ chia sẻ cùng bà con mình nghe. Thì trong từng video mà bà Sơn chia sẻ thì bà Sơn có lặp đi lặp lại rất là nhiều là cách dùng có mực như thế nào và những cái chú ý khi mà chúng ta dùng có mực. Nhưng mà trước tiên thì bà Sơn muốn cho cô chú mình cùng nghe người hết bệnh suy thận nhờ có mực ha. Và sau đó bà Sơn sẽ có những cái câu hỏi mà bà con mình hay hỏi cho bà Sơn đó, để bà con mình có thêm những cái kinh nghiệm nghe. Để Hoàng Sơn có hẹn với cô Lan, bây giờ mình sẽ gọi lại ha. Cô Lan ở Trà Vinh, cô chú mình ha. Thì hôm qua cô có chia sẻ là alo. Dạ con chào cô Lan. Dạ bây giờ cô có thời gian nói chuyện con được không con? Được. Dạ dạ, vậy cô cho con phép ghi âm cuộc gọi cô ha. Dạ rồi, cô Lan chia sẻ con tí xíu cái cách mà mình dùng cỏ mực như thế nào, và trước khi mình dùng cỏ mực á, và sau đó cô chia sẻ kinh nghiệm của bà con mình để lấy thêm động lực cô ha. Dạ cô Lan bao nhiêu tuổi cô? Dạ cô 56 tuổi. Dạ cô hiện giờ còn đi làm không con? Cô còn đi làm, cô cũng còn khoảng 3 tháng nữa cô nghỉ hưu. Dạ hả cô? Dạ. Dạ, cô đang ở Trà Vinh phải không cô? Dạ đúng rồi. Dạ. Cô bị suy thận là bao lâu rồi cô ha, khi mà mình đi bác sĩ á? Mình biết. Dạ, cách này là 3 tháng. Dạ. Đúng 3 tháng luôn. 3 tháng là mình đi khám bệnh gì mà mình phát hiện ra bị suy thận cô? Cô đi khám tổng quát á. Dạ. Thì hôm qua cô có gửi cho con 2 tấm hình, tức là trước khi mình dùng ổ mực và sau khi dùng ổ mực. Thì thường á là con thấy là cái chỉ số creatinine của cô là nằm trong khoảng bình thường là tốt nè. Nhưng mà cái độ lọc cầu thận của cô là nó bị quá thấp. Thì sau khi cô dùng cỏ mực thì con thấy cái độ lọc cầu thận nó tăng lên về mức tốt á. Trước thì cũng cho cô á cảm ơn trên 60 giây. Dạ. Của chú Sơn. Dạ. À, cảm ơn tất cả các anh, các chị, các em đã chia sẻ về thì cách mà phòng trị bệnh thận bằng cỏ mực hết trên 60 giây của mình á. Dạ. Cô thành thật mà cảm ơn tất cả. Dạ. Thú thật đó là khi mà cô mà đi khám mà bị bệnh á, cô rất là bị sốc. Sốc lúc đó là cô bị đủ thứ cho rồi. Dạ. Bị thận rồi men gan rồi mỡ máu rồi u huyết gì rất là dạ. Bác sĩ thường nói cô là sao để dữ vậy, để chuẩn bị tinh thần. Dạ. Thì 6 tháng trước hồi lúc mà cận Tết đó, cô có đi khám tổng quát. Dạ. Thì chưa có gì, lúc đó cô cũng không biết thận là cái gì mà bây giờ cô mới so sánh và thấy lúc đó là lọc cầu thận của cô là 71. Dạ. Bây giờ là cô được 80 mấy rồi đó. Lúc đó là cô có 54 à, giờ dưới cái mức 60, giờ là được quay lại 80 mấy rồi. Không, cái lúc mà bị bệnh nè. À. Cô đang nói lúc mà đầu tiên hồi 7-8 tháng trước cô đi. Dạ, 7-8 tháng trước ha. Dạ. 71 mà bác sĩ chưa có nói là cô bị bệnh thận, lúc đó là khám tổng quát khám hết. Tức là 7-8 tháng trước là thấy là bình thường. Dạ. Sát Tết á. Dạ. Không có triệu chứng gì, bác sĩ chỉ nói là coi chừng ảnh hưởng tới thận. Mà dạ. Lúc đó là lọc cầu thận cô 71 mà cô dạ. Chưa có hiểu cái số đó, bây giờ cô mới biết. Dạ. Mà hiện giờ có số cô đã dùng lên trên đó là lúc dạ. Đó bác sĩ chưa có nói bệnh thận. Dạ. Rồi 6 tháng sau cô đi khám lại một lần nữa thì mới phát hiện ra là bị bệnh thận là cấp 3 gì á. Dạ. À, cấp 3. Bị giai đoạn 3 ha. Dạ. Rồi bác sĩ mới cho cô là đi 1 tháng sau lên khám lại, là tháng sau là phải vô khoa thận. Dạ. Và vô khoa gan tiêu hóa gì đó. Dạ. Thì cô mới quay lên khám lại. Thì lúc đầu á thì thú thật là lúc đầu cô bị sốc nặng lắm. Dạ. Khi bị mà nghe bị suy thận là 1 tuần lễ 10 ngày đầu là cô nên là cô nằm liệt luôn, hết ăn hết uống không còn. Dạ là tâm lý hả cô? Là tâm lý mình. Tâm lý. Tại dạ. Vì biết suy thận là không có còn đường gì nữa, chỉ có tới đường là chạy thận thôi. Dạ. Với lại cô thận gì thôi. Rồi cái nằm một chỗ buồn quá không biết làm gì. Cô là người ít có mà lên mạng lên đồ dữ lắm. Dạ. Như
sau bữa đó cũng đúng là có duyên với cái kinh 60 giây của mình nè. Dạ. Tự nhiên con mở ra cái cô thấy bắt đầu thì cũng nhờ những cái chia sẻ trên cái kinh 60 giây á. Dạ. Giúp cô gượng dậy, cô tỉnh dậy. Dạ, có động lực hả con? Dạ. Được động lực cơ. Bắt đầu là cô tiếp tục, cô nói thôi bây giờ lúc đầu chưa có tin tưởng lắm đâu. Dạ. Cô cứ nói thôi kệ, cứ cho tin đó, người ta nói dối đi. Mà ít ra cái lời nói dối này cho cô chút niềm tin. Dạ. Cô có động lực để mà cô tiếp tục sống. Dạ. Thì cũng có nhiều người nói vô nói ra làm bánh này cái nọ, nhưng là cô quyết định là đi theo cái con đường cỏ mật. Dạ. Cô tin tưởng, bắt đầu là cô nói không có lý do gì, tại vì có nhiều người ta hình ảnh ta dám lên ta chia sẻ luôn. Dạ. Mà những người cũng ở quê nông thôn như cô á. Dạ. Họ nói chuyện chắc là thật thà chắc phát. Dạ. Mình qua cái cuộc gọi á, mình cũng tin được phần nào cơ ha. Cô coi cái trực đĩa coi nếu mình thuộc luôn coi không chán. Dạ. Cái chị ở Hậu Giang rồi. Dạ. Rồi mấy ông thầy giáo rồi, nói chung là con quay hết cái đĩa của tin 60 giây mình á, cái đĩa ba của chú Sơn. Dạ. Dạ. Con rất là thuộc luôn à. Dạ con. Nói chung là cách ăn của con như vậy nè. Dạ. Với hồi trước khi mà chưa ăn á, con cũng hứa trong bụng giống như cô Hậu Giang. Dạ. Khi nào mà cô may mắn cô được hết á, cô sẽ chia sẻ để cho những người đồng cảnh khổ mà bế tắc như cô bị bệnh như vậy. Dạ. Để cho họ trị được bệnh vậy đó. Tức là trước khi dùng cỏ mực là mình nguyện trong tâm mình phải không? Khi nào hết là mình sẽ góp phần, mình gieo duyên lại. Dạ. Thật ra với chú Sơn, dù chị lớn tuổi, cô lớn tuổi, cô dạ. Không có chịu chia sẻ bình luận thì dạ. Chị lớn cảnh nhiều lời tích cực quá. Dạ. Có nhiều người á, họ nghĩ là mình nói dối đó, họ cũng nhiều khi nặng nhẹ mình á, nên là con cũng dạ tổng tội nghiệp cho cô chú. Dạ. Họ ném đá. Dạ. Bởi vì cô thấy là nhưng mà mình khác, cái lương tâm mình gì khác. Dạ. Thì sẽ ai thích nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Dạ. Không có gì. Dạ. Nhiều khi mình chia sẻ thật lòng nhưng mà người ta dùng lời nặng nhẹ với mình cũng buồn cô ha. Dạ, nhưng mà cũng cô cũng chia sẻ là con cảm ơn cô, mặc dù cô không chia sẻ hình ảnh nhưng mà cái âm thanh và cái câu chuyện của cô á cũng giúp cho bà con mình có thêm kinh nghiệm với thêm động lực nhiều lắm á. Rồi. Dạ. Rồi cái cách ăn của cô như vậy. Dạ. Nè. Cô chia sẻ cách ăn nha. Dạ. Cô cũng coi cái trong đĩa của 60 giây mình đó. À. Dạ. Một đầu tiên á là một tháng đầu á, thực ra là hết 10 ngày đầu mất phương hướng rồi. ăn được 20 ngày sau, mà 20 ngày sau ăn cũng có điều á. Dạ. Thì bắt đầu hấp, lấy cái lá hấp với ngon cánh lắp. Con cá lóc lòng nhỏ nhỏ à. Dạ. Tại vì cô quá thông thơm. Dạ. Rồi lúc đầu sau cái cô suy nghĩ đó thôi, cái này mình trị bệnh thôi, mình ăn cá làm chi. Dạ. Cá lóc chỉ để dễ ăn thôi chứ nó không có trị bệnh. Dạ. Mình ăn thôi. Dạ. Mình ăn xong cô sao cái cô đói quá, tại vì cô thấy không còn cái gì ăn hết trơn, biết ăn cái gì nữa. Dạ. Cái gì cũng bắn cánh hết trơn rồi. Dạ. Rồi đó cái cô đói quá, cái cô mới suy nghĩ ra là thôi mình lấy nấm gạo mình nấu cháo. Dạ. Nấu cháo mà gần đặt lại nhé, cô lấy lá cỏ cô bỏ vô cô ăn. À là có mực chung với cháo ăn hả? Dạ. À đúng rồi, ăn buổi sáng đi làm cho nó no ha. Dạ. Không có đi muối, đi bột ngọt, đi đường, đi gì á, chỉ dạ. Ăn xong. Rồi xong mà 20 ngày đầu á, sao cô ăn ngon, cô dễ ăn lắm. Dạ. Sao từ gương cô qua 20 ngày đầu á, cái cô ăn hết được rồi. Đó, cô kể nha, ăn á, không được thì học không được nữa. Bắt đầu làm như sao này, cỏ nó già quá đó, nó à. Già quá xảm ăn không nổi không? ăn không nổi nữa. Dạ. Cái bắt đầu thấy cái đĩa của cái cô bên Hậu Giang á. Dạ. Cô thấy vậy bắt đầu làm theo, bắt đầu là cô tăng tốc lên, bắt đầu là cô ăn lần 300-400 gram, có khi 400 gram luôn, bữa nào gặp cỏ dài quá là căng ra 400 gram luôn. Dạ, ăn nhiều thêm hả? Dạ. 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 Cô dám ăn luôn có 400 gram, ít nhất là cũng 300-400. Dạ. Cô chặt ra, cô rửa sạch, cô lắc ra bỏ mấy cái hạt cỏ với lá sâu lá đào đó. Dạ. Cô rửa sạch rẻ cái, cô chặt nhỏ nhỏ ra, cái bỏ vô hấp tích thủy khoảng 20-25 phút gì đó. Dạ. Rồi cái cô đem ra, cái cô bỏ vô có nhân tố xay, sau cái lúc cái cối nó
nó bị gãy gãy cọng á, cọng nó tính nó già quá. À, cái hoàng già quá, cối xay không nổi rồi con. À, dạ. Cối xay không nổi, có được con chuyển qua cối, tôi đâm. Lấy cái cối giả. Tôi đâm, dắt lượt ra đến nước uống, cũng đã chén á. Tức tức là cái phần non á thì mình ăn ăn tươi, ăn nó hấp chín ăn, còn cái phần già thì mình giả lấy nước. Không, không còn ăn, ăn lá nữa. Vậy là qua tháng sau ăn hết nổi rồi phải không? Rồi giả ra. Dạ, giả ra lấy nước. Dạ. Ngày hai lần. Mà cái nước đó là cô để sống hay cô làm chín? Hấp chín rồi mới giả lấy nước. Dạ. Đúng rồi cô, có nhiều người cũng hấp chín mới làm. Dạ. Lúc đầu là ở trong gia đình là chẳng nha, không có cho. Người chủ cứ nghĩ là quả mực là thấy người ta ưa cầm máu gì đó. Dạ. Thường á. Dạ. Sợ ăn cho sợ bị sợ bị đông máu không? Dạ. Sợ không cho. Mà con thấy rất là nhiều người chia sẻ, cô tin tưởng cái kinh của mình á. Dạ. Cô quyết định, cô cứ làm tới vậy á. Ừ. Thế cái đầu cô cũng may mắn. Lúc đầu á cô kiếm cỏ chưa có được nhiều lắm. Cái cô mua được một cái nhà ông kia. Dạ. Cái cô mua hồi cô hái nè. Cô biết không, ăn một ngày tới 600, 800 gram nhiều lắm. Dạ. Ờ, còn lần là bó bó, bự bự á. Dạ. Thì lúc đầu cũng theo cái chỉ dẫn á trong cái kinh của mình á. Dạ. Là cái cách mà bảo quản cỏ cũng. Dạ. Bỏ trong mình lấy giấy báo mình quấn lại khô khô á, để trong tủ được khoảng mấy ngày, 5 ngày. Dạ. Nhưng mà sau này á cô còn phát hiện ra cách cô không cần bỏ trong tủ, nó đổi vô cái chặt, tại vì tủ nhà cô không có được lớn. Cô bỏ vô đâu? Cái bắt đầu không bỏ vô nữa ha, để cô nói lên nó nói tiếp. Dạ. Bắt đầu cô đổ vô tha hoặc xô, cô đổ nước vô. Dạ. Đổ nước vô để cũng được nhiều ngày á. Ủa, tức là mình ngâm nó trong nước luôn hả cô? Ngâm nó trong nước. À, ngâm nước vừa vừa thôi. Mà. Dạ. Phải xiên thay nước. Xiên thay nước. À, ngâm nước hơi hơi thôi phải không? Giữ ẩm. Xiên thay nước. Mới đầu mình cũng tưới cho nó ướt hết trên cái cỏ, từ trên xuống dưới á nha. Dạ. Cho nó tươi, mình tưới từ trên xuống dưới rồi bắt đầu mình tưới nước vậy sao? Dạ. Xiên thay nước, lý do là gì? Là mỗi ngày mỗi thay nước, giống như mình chưng bông hoa. Giống như chưng bông, nếu mà để nước lâu quá nó sẽ úng phải không? Dạ, thay nước. Dạ. Sẽ có mùi suối mà thôi. Dạ. Thay nước thì nó đỡ ha. Mà dạ. Nửa nhìn nó có thương thì nó cũng dài lá dưới thôi, nó cũng không có gì. Dạ. Là mình bỏ cái đem vô tủ. Hay quá cô ha. Dạ. Dạ. Biết nữa cũng bắt đầu nhiều quá rồi. Nhiều bà con ở xóm ta cho. Dạ. Nhiều quá đâu có đúng làm sao. Dạ. Tiết kiệm đó. Không tiết kiệm đó. Có nghĩa là người ta đã cho mình, ta hái từng cọng. Đã có công ta hái cho mình rồi, mình phải kỹ phải không? Đã trả giờ nó khô rồi, cô cũng lấy cái cây nữa, cô bỏ cái lá đó. Dạ. Nó cô không bỏ cái gì, cô rất là tiết kiệm. Cô uống như vậy mà cô uống 2 tháng sau á, cô uống bằng cách đó đó, không ăn nữa, ăn hết được rồi. Dạ. Mà uống cũng khó nha, chú. Dạ. Làm như nó bậm đặc quá đó. Dạ. Khó lắm, nhưng mà cô ráng ráng bắt đầu cách uống bằng cách này. Cô để một ly nước nóng nóng tới bên nhé. Dạ. Cô uống xong vô cái cô hết cho một miếng nước nóng nóng. Có viên nước, dạ. Anh ta nói đừng có muốn nhợn ra đó. Dạ. Cô hết vô cái không sao. Uống sạch đây, cái chồng miếng nóng thôi chứ đừng cái chồng miếng nước nóng vô. Dạ. Vô rồi tiếp tục là uống như vậy là 2 tháng sau. Cô không bỏ ngày nào trơn ha. Dạ. Cô đi làm buổi tối, có khi 6-7 giờ cô còn dám uống rồi đó. Dạ, một ngày cô uống mấy lần cô? Uống 2 lần. Hai lần. Một lần mấy trăm gram con? Ít nhất là 300, có khi 400. 3-400 gram, dạ. Là mình ngày xưa đó là mình hấp chín mình ăn. Sau này ăn không nổi cái mình hấp chín, sau đó mình mới giả lấy nước mình uống. Nhưng mà phải chín rồi ha. Đúng, đúng. Dạ. Đúng rồi, chín rồi. Hấp tích thủy á. Dạ. Cô có bị huyết áp cao không? Có. Dạ, nếu mà như cỏ mực á thì nó rất là mát, nên là người huyết áp cao thì nó tốt lắm. Nhưng mà người huyết áp thấp thì phải chú ý nha. À, nếu mà mình nên đo huyết áp thường xuyên, đừng để nó tụt huyết áp. Dạ. Vậy nè chú, mỗi ngày cô đo tới mấy lần nè. Dạ. Cô đo huyết áp tới mấy lần, nhưng mà từ rồi uống có mực giờ là cô không uống thuốc huyết áp nó mấy tháng nay rồi. Dạ cô. Dạ, nhưng mà nhớ đo huyết áp thường xuyên, đừng để nó xuống thấp quá nha, mình chú ý nha. Huyết áp của cô hiện giờ là 100 giảm mấy. Rồi, tốt quá ha. Dạ. Cô có lần uống thuốc huyết áp vô á.
uống này do huyết áp đổ xuống nó đột thấp quá. Dạ, đấy là nếu mà như mình mà bị huyết áp thấp á, thì mình có thể ăn cái gì đó ấm ấm vô, hoặc là mình có thể lấy đậu đen xanh lòng á cô, mình đổ nước sôi vô mình hãm lấy nước uống, nó cũng tốt cho thận mà nó ấm. Dạ. Rồi, rồi, rồi. Còn cách này nữa là cách nào nữa cô? Ăn nhiều cái sơ biết không? Cô cảm giác hay là nó hơi tê tê ở môi á. Ừ, là sao cô, nó ngứa hay là nó dị ứng không, hay sao cô? Không có gì cảm giác nó hơi răng răng ở cái môi mình á. Dạ. Hơi không có nhiều á. Mà thôi thoáng qua rồi thôi. Mà nó bị lâu không cô? Bị hả? Dạ. Không, bị một chút xíu rồi thôi. Tức là hồi xưa mới ăn thì nó hơi bị ha, nhưng mà mấy bữa sau quen phải không? Không bị nữa. Rồi thôi, dạ. Không còn gì nữa. Cô hoàn toàn không có gì cho. Dạ. Không có mồm ngứa hay là sốt ruột gì á. Tại vì con cũng chia sẻ thêm xíu kinh nghiệm của mấy cô chú khác á, nếu mà như phụ nữ thường hay bị sốt ruột, hay bị còn cào á, ăn rau nhiều đó, còn có khi có người bị ngứa mấy ngày đầu ăn đồ lạ đó cô. Còn cô mà không bị gì hết rồi chỉ hơi tê tê môi xíu ha. Dạ, cái cảm giác nó khó ăn không cô? Có mực khó ăn không? Không, lúc đầu á đã tôi nói lúc đầu ăn thì nó dễ. Dạ, nhưng mà ăn riết là ngán phải không? Dạ. Theo cô nghĩ á, ăn á thì nó cũng rất tốt, tại vì cũng như là nó có chất xơ á. Dạ, nó giống như rau vậy, có chất xơ. Dạ. Tại vì mình đang thiếu rau, mình không được rau xanh. Dạ. Rau xanh đậm mình đâu có được ăn. Theo cô nghĩ là nếu mà mình ăn á thì nó sẽ càng tốt hơn nữa. Với lại dạ, với lại con chia sẻ xíu về cái giống như nãy cô nói là máu đông, cầm máu. Tức là cỏ mực á, khi mà mình giả ra mình đắp ngay vô vết thương hở á, thì nó cầm máu. Còn khi mà mình ăn vào bao tử á, thì cái bao tử nó có chức năng là nó tiêu hóa thức ăn, nên là mình không có sợ với vấn đề bị đông máu giống như là mình tưởng tượng có ha. À với không ba, dạ. mấy chị ở quê á không có biết á. Dạ. Mấy bà cứ nghĩ hiểu vậy. Cái bao tử mình chức năng là tiêu hóa mà, nên là đâu có phải giống như cái vết thương hở. Dạ. Rồi để giải thích chính với bà. Dạ. Cô không biết sao mấy bà cứ nói. Nhưng mà cô thấy em có gì cô ăn mỗi ngày. Dạ. Cái bình thường. Dạ, tại vì bà con mình hồi xưa hay giả đắp vô vết thương á, cái mấy cô thấy nó giữ máu, cầm máu tốt, tưởng đâu là đông máu nhưng mà không phải. Bao tử mình nó có chức năng là tiêu hóa thức ăn, nên là nó sẽ xử lý được cái cỏ mực. Nhưng mà ban đầu chưa quen á, mình ăn ít thôi. Khi nào quen rồi mình hãy tăng liều lượng từ từ lên để cho bao tử mình nó quen. Vậy là tổng cộng là cô uống bao lâu? Cô uống mấy tháng? 2 tháng 20 ngày. Tại vì có cô chú là 2 tháng thấy hiệu quả, có cô chú uống tới 6 tháng là nữa cô. Tại vì á, tùy theo thể trạng mỗi người nè, giống như cô nói sức đề kháng đó nè, rồi cái mức độ nặng nhẹ của cái bệnh nhân nữa. Nên là giống như mình bệnh nhẹ thì nhanh phục hồi, còn bệnh nặng thì nó phải lâu hơn, nó tính tháng tính năm lận. Dạ. Trời ơi, chú biết sao vậy nè, không phải là uống không là được đâu. Dạ. Cô tập thể dục lắm. Đúng rồi cô, phải tập thể dục nhẹ nữa. Đúng, dạ. 45 phút. Dạ. Chiều đi 45 phút. Dạ. Ngày đi 2 lần nữa, đầu tiên cái gì? Chế độ ăn rất là nghiêm ngặt. Chế độ ăn uống là kiểu theo bác sĩ Tây Y dặn phải không? Nghiêm ngặt. Dạ. Không còn có gì ăn hết trơn á, chú Sơn, thực sự nếu mà nói vậy đó. Bây giờ cô nói thử cái chế độ kiêng cử của cô sao cô? Chịu muối nè, thịt nè, mình kiêng sao cô? Nói chung là gần như là 3 tháng nay có đồ bệnh nè, cô không có ăn nước đá, không có ăn đường, cà phê, trà đường gì, không có thay gia vị nhiều phải không? Dạ. Chỉ uống nước ấm, còn ăn á là cô chỉ ăn lạc thôi. Dạ. Cô không có lắp, cô nấu với bầu, với mớt thì nấu thâm. Nấu nhạt chứ không có làm mặn như xưa ha. Không có ăn mặn gì, ăn thâm gì đó. Dạ. Có giai đoạn sau á thì bắt đầu hơi dám ăn kho chút mà kho lạ á, tức là sức khỏe mình tốt hơn rồi, giờ mình mới dám ăn gia vị thêm xíu. Dạ, lúc đầu cô chỉ hấp thôi à. Dạ. cô hấp vậy thôi à. Dù ăn cá lóc cô ngán quá, cô mua cá biển. Dạ. Dù cá ngăn rồi đó cô bỏ vô cô hấp cô ăn. Dạ. Ăn vậy á, chút nữa hấp, còn sau này nữa bắt đầu là không ha, còn ăn cháo với nấu với lá quả mực á. Dạ. Sau này cô bắt đầu cô ăn bánh canh mà cô ăn không, cô không có ăn nước, không có ăn thịt, ăn gì hết trơn á. Dạ. Cô chỉ ăn không để cho nó no thôi. Dạ. Còn nếu là bánh mì á thì cô ăn bánh mì không hoàn toàn,
dùng đối với ổi mì không, mỗi khi thì ăn một chạy củ khoai lang vậy đó. Tức là đầu tiên là mình phải kiêng cử để cho thận mình đừng có làm việc quá sức hen, rồi sau đó mình phải ăn cỏ mực để giúp cho nó, thận nó phục hồi. Bây giờ cô bắt đầu lên kế hoạch ta ăn lại từ từ. Dạ, rồi, mình ăn đặng mình theo dõi cô hen. Rồi, để cô nói cái vấn đề mà 20 ngày đầu cô ăn cỏ mực hiệu quả luôn nha. Ví dụ lọc bù thận tăng có chút xíu thôi. Dạ. Độ lọc máu nó cũng tụt xuống được có chút xíu thôi. Dạ. Rồi mà nhưng cái này rất là hiệu quả là chú trên. Dạ. Cái men gan mỡ gan thì sạch tiêu trên là có 20 ngày à. Men gan cũng giảm hả cô? Hay quá vậy. Để cô nói nha. Dạ. Khi mà cô lên cô khám á, cô đi trên cái khoa mà hệ tiêu hóa gan rồi đó ha. Dạ. Cô vô cô khám, bác sĩ nói á là men gan thấp lắm, không có gì hết trơn á. Gan không có gì trơn á. Dạ. Bây giờ á muốn khám á là một năm sau hả lên khám gan. Tức là lúc đầu men gan cô cao mà ăn cỏ mực rồi nó cũng giảm men gan luôn. Men gan là mỡ gan gì đấy. Mỡ trong máu cũng giảm luôn hả? Hay quá vậy cô. Hay lắm, để cô nói nghe. Rồi bắt đầu á là sao cô nói có 20 ngày sao nhanh dữ vậy? Cái tôi nói bác sĩ á nó coi lại coi sao đang cao mới có 1 tháng mà đi lại sao mà ấy. Cái bác sĩ nói là men gan thực sự thấp, nó không có gì gì trơn, nó muốn khám thì một năm sau lại. Rồi bả mới cho cô miếng giấy gì đó ghi mấy chữ á, kêu cô xuống dưới á, lấy lại tiền khám 150 ngàn. Dạ. Là cô lấy lại được 150 ngàn tiền. Tức là thấy chứ. Tốt quá là không có cần ngắm thêm phải không? Không có. Dạ. Rồi mà thực sự là cô thấy vậy nè, bắt đầu á là từ hồi có mực có người cô rất là nhẹ nhàng, có nghĩa là cô ngủ dậy sáng này cô không có bị tê tai rồi đó, ngủ dậy cô bị tê á. Dạ. Cái tay sao cô không còn tê tai. Dạ. Tê tai chứ hồi đó đợt đó là nói là ureuric thì của cô cao á. Dạ, nồng độ ure trong máu cao. Dạ. Cô sắp bị ureic mà bây giờ cô thấy bình thường, nói chung là cô chỉ có là cô bị ốm thôi. Dạ. Vậy mình điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng xíu hen. Tại vì mỗi ngày cô vẫn đi làm bình thường, nói chung cô bị nhà cô vẫn vận động. Dạ. Tại vì bác sĩ mình cũng phải quét dọn gì đó. Dạ. Cô rất là khỏe, chỉ có một cái là cô bị dinh dưỡng thôi, bị ốm xanh xa thôi. Rất là khỏe. Cô mới này là cái này còn hơn là thằng dược đó. Rồi cô có gì nhắc nhở bà con mình mà lần đầu tiên, nếu mà lần đầu tiên xem được cái clip này thì cô khuyên gì bà con mình hen? Nếu mà giả sử giống như cô ngày xưa cô mới xem một cái clip này thì mình khuyên cái người bệnh như thế nào, ví dụ người ta đang lo lắng và đang thiếu lòng tin. Theo cô thì là tại vì không phải cái điển này một mình cô chia sẻ mà có rất là nhiều. Dạ. Rất là nhiều các chú các anh chú khác đã hết bệnh nặng hơn đây nữa. Dạ. Đã chia sẻ nói bà con là phải tự tin, có nghĩa là mạnh mẽ hơn. Dạ. Đừng có lo sợ gì trơn á. Quan trọng là mình điều trị đúng theo bác sĩ Tây y, có nghĩa là mình ăn mình phải theo theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ Tây y. Dạ. Dinh dưỡng bên kia, đặc biệt là bên đây chế độ dinh dưỡng rất là quan trọng. Dạ. Tại vì cô rất là nhiều đĩa. Dạ. Nếu mà mình uống cỏ mực mà mình ăn uống không có mà kiềm chế được quá. Dạ, mình cũng ăn uống thoải mái quá thì cỏ mực không có thấm phải không? Không được. Có dạ. Nghĩa là mình phải theo cái chế độ ăn rồi. Dạ. Nếu mình khỏe có điều kiện thì mình nên tập nên tập thể dục thêm ha. Dạ, tận động thêm. Dạ. Dạ. Rồi, dạ con cảm ơn cô Lan nhiều nghe. Nãy giờ cô cũng chia sẻ cũng hết 25 phút rồi. Cảm ơn cô Lan. Cô Lan có duyên gặp kênh Sức Khỏe 60 giây rồi bây giờ cô lại chia sẻ cho bà con khác. Rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nghe. Rồi. Dạ, rồi con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Rồi, bye cô. Hoàng Sơn có nhận được 2 cái phiếu xét nghiệm của cô. Hoàng Sơn sẽ để trong video cho bà con mình cùng xem ha. Đó. Cái phiếu xét nghiệm trước và sau Hoàng Sơn sẽ đưa vô trong video cho bà con mình dễ xem. Thì cô có chia sẻ trên đây. Rồi hôm nay thì cô nói có duyên
gặp video này nên là cô cũng nguyện là khi mà hết á, thì cô lại chia sẻ tạo động lực cho bà con mình. Nên là hy vọng bà con mình có nhiều người hết rồi thì lại chia sẻ kinh nghiệm nha. Cái cách ăn thì nó giống nhau thôi, nhưng mà cái động lực á, giúp cho bà con mình có thêm động lực. Giống như cô nói hồi ban đầu á, khi nghe suy thận rồi tương lai sẽ là chạy thận và không có thuốc chữa thì cô rất là buồn. Nhưng mà cái cách ăn có mực thì nó giống nhau cô chú mình ha. Đó, đầu tiên á, là khi mình chưa quen thì mình nên ăn ít thôi, mình hấp nha, hấp chín nha, có mực hấp chín. Rồi nếu mà hấp chín khó ăn thì mình có thể hấp chín xong mình bỏ vô cối xay sinh tố, mình xay mình ực giống như là mình ực sinh tố đi. Còn nếu khó ăn nữa thì mình có thể ép lấy nước khi mà nó chín nha, khi nó chín rồi ép lấy nước uống. Tất cả này là đều sự chia sẻ thật hết. Và thật sự ngày xưa Hoàng Sơn có bị rất là nhiều phản hồi là do bà con mình thiếu lòng tin, chứ cũng không phải là ác ý gì. Nhưng mà khi Hoàng Sơn nghĩ nếu mà nhiều người mà không có biết cái bài thuốc này thì người ta đang bị suy thận và từ từ đến chạy thận thì nó là cả một mạng người cô chú ha. Còn nếu mà mình không tin thì mình có thể xem thêm hoặc là mình thử nghiệm. Tại vì mình nếu mà như mình bị suy thận thì mình không có cách nào khác rồi cô chú ha. Nếu mà mình ỷ y á, trong vòng 1-2 năm là nó chuyển qua chạy thận rất là lẹ, thì mình cứ thử đi. Nếu mà có mực giống như rau thôi, nếu mà ăn không hết rồi có thể bệnh mình nó nặng hơn cái số có mực mình dùng, hoặc là có thể nó không hợp với cơ thể mình, thì mình cứ ăn thử thôi, ăn ít. Nếu mà được á, thì mình cứ kiên trì ha, thì có rất là nhiều người hết rồi cô chú ha. Rồi đây là những cái sự chia sẻ rất là quý báu của cô chú đồng hành cùng kênh Sức Khỏe 60 Giây. Có duyên gặp video này xem rồi sau đó khi mà trải qua nhiều tháng, có cô chú 2-3 tháng hết, có cô chú mất cả 6 tháng đến cả năm mới hết. Có thể là do sức khỏe của từng người, có người lớn tuổi, có người trẻ thì khác, có người có sức kháng sinh tốt, sức đề kháng tốt, rồi có khi là cái bệnh mình nhẹ thì nó nhanh phục hồi, còn nặng quá thì nó lâu một chút đó, thì tùy theo thể trạng mỗi người nữa. Nên cô chú mình nhớ xem thêm nha, để và chia sẻ đến cho bà con mình, người thân mình cùng biết ha. Mình nhớ xem thêm nha, tất cả các video Hoàng Sơn đều có ghi lại những cái thắc mắc của bà con mình, và nhờ những cô chú đã hát rồi chia sẻ. Rồi cảm ơn cô chú rất là nhiều. Chúc bà con mình sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.